xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một cái bộ cắt thay máng, cắt máng để đi dây điện. Đây là máng đi dây nhá. Cái máng là 6080. Đây là máng 4080. Máng 6080. Máng nhỏ. Thì cái máng này một là mình sẽ cắt bằng cưa, thường thì anh em cắt bằng cưa. Đấy. Cắt bằng cưa là điểm nó lâu, nó chưa chắc nó đã thẳng được. Và cái nữa là cắt thì nó sẽ có cái vết rất là xấu ở đây. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một cái bộ cắt này. Sản xuất ở Việt Nam. Bộ cắt này thì mình có thể cắt được tối đa là khổ 100. Chỉnh rất đơn giản. Mình có hai cái cự chặn ở đây. Và mình sẽ đo, mình sẽ đánh dấu điểm mình cắt. Đây. Mình sẽ chốt rồi. Khi mà em cắt các cái loại máng mà nó cùng kích thước mình chốt vào đây. Sau đấy là mình sẽ mình cho mình cắt thôi. Máng cực kỳ là dày luôn, máng của Thổ Nhĩ Kỳ. Máng chất lượng. Cắt thẳng đẹp. Và sẽ không có viên. Đây mình sẽ thường là khác cắt thì là đẹp hơn. Và cái này ấy, mình có thể là mình cắt góc 45 độ. Đây con cự 45 độ này, cắt chéo thì dành cho anh em thích cái hoa văn một tí, mình ghép hai cái máng với nhau. Cắt 45 độ thì mình sẽ đặt cái mép nó vào đây. Và cái này mình cứ sát mép này thôi. Cắt chéo. Với cái trên này thì mình đã có cái cự bên trên này. Cái cự bên trên này thì đây, cái mép nó sẽ ra tầm đây. Mình ghép lại nhau cực kỳ là khít luôn. Khít đẹp luôn. Ví dụ như những cái máng nhỏ như này thì mình sẽ có cái kìm cắt tay đây. Hai con kìm này giá nó tương đương nhau nhưng mà một con nó sẽ xuất xứ Nhật, con này xuất xứ Nhật, con này cắt thì nó sẽ nhanh hơn thôi. Nhưng mà cái độ chính xác khi mà cắt chéo hoặc là cắt một số cái sẽ không bằng con này. Con này nó cắt mình dùng với đâu đâu các máng to mình sẽ cắt bằng con này. Máng mà vừa mình sẽ cắt bằng cái con này, cắt một con kìm tay này. Đấy, con này cắt các máng nhỏ cũng rất là đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình nhé. Các cái thiết bị, các cái đồ này mình sẽ phân phối.